Gần đây, chất tạo nạc cho lợn hay còn gọi là chất cấm đang gây tâm lý lo lắng và đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng. Mặc dù bị cấm sử dụng trong chăn nuôi từ năm 2002, thế nhưng gần đây vẫn có không ít trang trại bị phát hiện là đã sử dụng chất cấm trong quá trình chăn nuôi lợn. Trong khi đó, thì vấn đề quản lý chất cấm ngay từ gốc lại không phải là một vấn đề đơn giản. Phản ánh của phóng viên Chào Buổi Sáng Bông Lúa tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Không khó để mua được những loại thuốc bị cấm dùng trong chăn nuôi tại bất kỳ nhà thuốc Tây nào. Chỉ với vài ngàn đồng là có thể mua được một kỹ thuốc chứa salbutamol, một loại thuốc dùng điều trị bệnh hen phế quản cho con người. Người bán công khai bởi nó không bị cấm, thậm chí muốn bao nhiêu cũng có. Salbutamol hay lenbutiron, đây là những hoạt chất được người chăn nuôi truyền tay nhau sử dụng để tạo nạc cho heo một tuần trước khi xuất chuồng. Nếu như bình thường trọng lượng một con heo có thể đạt từ 100 đến 110 kg một con, thì sau khi sử dụng những loại thuốc như thế này có thể đạt từ 130 đến 140 kg một con, trong khi đó lượng mỡ lại rất ít. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thì nếu như người tiêu dùng sử dụng những sản phẩm thịt heo như thế trong thời gian dài, có thể mắc một số căn bệnh và thậm chí là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Từ năm 2002, nhóm beta-agonist hay còn gọi là chất tạo nạc đã bị đưa vào danh sách các chất cấm dùng trong chăn nuôi. Tuy nhiên, với những tác dụng nhất định đối với sức khỏe con người, nó vẫn được ngành y tế nhập khẩu và lưu hành rộng rãi. Chính sự chồng chéo trong quy định giữa hai cơ quan chủ quản là ngành y tế và nông nghiệp là kẽ hở cho những đối tượng muốn thu lợi bất chính sản xuất và đưa ra thị trường. Đây là những cái chất được sử dụng với cái liều lượng thấp, tức là cái phương pháp phân tích thì cũng cần phải mang tính hiện đại, nhưng mà đồng thời đòi hỏi phải phát hiện nhanh. Đây là cái điều rất khó trong thực tế. Theo các ngành chức năng, trước đây chất cấm được một số nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi trộn vào sản phẩm để kích thích lợi nhuận từ nông dân. Tuy nhiên, việc kiểm tra xử lý những trường hợp này không quá khó. Đáng chú ý hiện nay, việc sử dụng chất cấm ngày càng phổ biến diễn ra ngay tại vùng nông thôn. Thậm chí thương lái còn sẵn sàng mang các loại chất tạo nạc đến chào mời các cơ sở kinh doanh và hộ chăn nuôi. Chứ mình không biết nó đâu chừng, nó chỉ giới thiệu cái sản phẩm này là bán rồi phát, rồi gia cầm nó xúc ăn thì phát vậy thôi, chứ nó không có nói nó ở đâu. Mình quản lý cái việc buôn bán thuốc này thì cần phải bán theo đơn kê đơn của bác sĩ. Chứ mình không có thể nào mà ví dụ người dân thường vô mua mình đâu có biết là người ta trị cho người hay là người ta sẽ về sử dụng cho súc vật. Trong khi cái quản lý, cái mạng lưới quản lý của mình nó còn tương đối nó mỏng. Thành ra mình phải quản lý là quản lý trước mắt thì như thế. Và cái sau này thì cần có phối hợp chặt chẽ từ hai bộ, Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế. Thời gian gần đây, hầu như các vụ việc sử dụng chất cấm bị phát hiện đều ở khâu phân phối đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các ngành chức năng, để chấm dứt tình trạng sử dụng chất cấm thì phải truy xuất nguồn gốc, chứ không thể xử lý hành chính ở những khâu cuối cùng như hiện nay. Trong khi chờ đợi các giải pháp từ ngành chức năng, thì sức khỏe người tiêu dùng vẫn tiếp tục bị đe dọa khi hàng ngày phải dùng những sản phẩm thịt gia súc không đảm bảo an toàn. Vâng, thưa quý vị, trên tay tôi là một hộp thuốc salbutamol, một chất cấm trong chăn nuôi. Quý vị có thể tưởng tượng là chỉ cần chưa đến 100.000 là tôi có thể mua được từng này hộp thuốc. Vâng. Và trong mỗi một tờ hướng dẫn sử dụng được đặt trong hộp thuốc thì đều có ghi rõ là thuốc này chỉ bán theo đơn của bác sĩ. Nhưng quý vị có thể thấy là chỉ cần vào hiệu thuốc là chúng ta có thể mua và mua bao nhiêu cũng có. Và có lẽ đây chính là kẽ hở khiến cho tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi khó có thể kiểm soát như là hiện nay. Vâng. Kính thưa quý vị và bà con, trước những quan ngại của người dân về tình trạng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm thì tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 đang diễn ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã phải nhấn mạnh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành và sẽ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong thời gian tới. Được cảm ơn nhiều đại biểu Quốc hội. Các báo cáo trong 9 tháng đầu năm nay của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy tỷ lệ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm còn cao và chưa có nhiều cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái. Về thủy sản, có 1,01% mẫu có hóa chất và kháng sinh vượt ngưỡng. Rau có 10,3% có hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng. Và thịt thì có 7,6% có hóa chất kháng sinh vượt ngưỡng, 16% có salmonella. Cũng theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, trong những tháng qua, sau khi việc sử dụng chất cấm được phản ánh rộng rãi trên báo chí, thì tình hình có giảm nhưng chưa đáng kể. Trong khi đó, việc kiểm tra mẫu nước tiểu để phát hiện chất cấm chỉ là phần ngọn của vấn đề. Vì vậy, ngành nông nghiệp đang phối hợp cùng với Bộ Y tế và một số cơ quan chức năng tiến hành thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đến tận địa bàn thôn xã.
chúng tôi đã phát động một cao điểm hành động đảm bảo an toàn thực phẩm kéo dài đến hết tháng 2 năm 2016 để chấn chỉnh tình hình và rút kinh nghiệm làm tốt hơn cho các năm tiếp theo, trong đó có kế hoạch riêng về kiểm soát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Chúng tôi chủ trương sẽ phối hợp làm rõ và xóa bỏ trong cái đợt này các đường dây buôn bán phi pháp này, phải đấu tranh với chất cấm như với ma túy. Bộ trưởng khẳng định việc sử dụng chất cấm là một tội ác nên sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm này. 38 khu vực xung quanh thành phố Hồ Chí Minh.